các bác cùng ngắm quả chân gỗ của cái ngôi nhà này. Chiều rộng là 4,5 m mà chiều sâu là hơn 20 m. Đây là một chiếc chân gỗ. Đã nhìn thấy cái chân gỗ xoan rất là đẹp. Ngôi này thì được bút mực đang tiến hành sơn. Chúng ta cùng tham quan qua cái trần gỗ. Mảng này là lai mai lắp đèn chùm ấy. Thấy đây là những vị trí như tại cái vị trí cái đèn này. Các bạn thấy đây là những cái đèn mới thêm, chúng ta thấy nó đẻ lên cái hoa văn của chúng ta đây thì nó không được phẳng. Cái hoa văn này thì đây cũng vậy, hai cái chiếc này. Chiếc này thì nó cũng đẻ lên cái hoa văn này. Như những cái này thì chúng ta liền lên thay cái phẳng. Vì là cái này thì sau những cái bụi bặm nó sẽ lâu ngày nó sẽ bám vào cái bên trong của cái kia, chúng ta sẽ rất là khó lau và trông thì nó cũng rất là xấu, trông rất là xấu cả đồng cái hạ đen này, trông nó không được đẹp và nó cái bắt thêm cho những ô trang trí này. Nó phải nhẵn như cái trong. Và nó phải nhẵn như cái này. Nhẵn như vậy. Nhẵn này trông nó cũng rất là đẹp. Chúng dàn đèn giữa này là không phải chuyện. Mm-hmm.